Nhìn ngay vào cái đẳng thức yêu cầu, chúng ta biết chúng ta sẽ sử dụng ngay phương pháp ghép trục. Tuy nhiên, để sử dụng chúng ta nên biến đổi để cho biểu thức dễ nhìn hơn. Đây là đẳng thức có trị liệu đối. Chúng ta sẽ chia trị liệu đối ra thành hai trường hợp, tương đương với lại hoặc là f của x mũ 3 và x bình bằng 3/2 hoặc f của x mũ 3 và 3 x bình bằng -3/2. Bây giờ chúng ta sẽ ghép vào miếng thin bằng phương pháp ghép trục. Mình sẽ đánh đây là x, đây là u. Bạn ngầm hiểu đây là ux và đây là fu. X chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Bây giờ mình xét cái lỗi u bằng x mũ 3 chia 3 x bình. Khi x đến âm vô cùng thì u tiến đến âm vô cùng, khi x đến dương vô cùng thì u đến dương vô cùng. Xác định các cực trị của hàm số u bằng x mũ 3 chia 3 x bình, mình sử dụng máy tính Casio để tính. Bấm 1, 9, 2, 3. Bấm như sau: x mũ 3 chia 3 x bình, số có giá trị cực đại là y bằng 0 và giá trị cực tiểu là y bằng -4. Nó sẽ điền vào bảng biến thiên 0, -4. Khi u từ âm vô cùng đến 0 thì hàm số fx có 3 điểm cực trị là -2, 0 và 2. Âm vô cùng đến 0 thì có một điểm là -2. Thì 0 về -4 cũng có điểm nữa là -2. Từ -4 dương vô cùng đi qua 3 điểm -2, 0 và 2. Rồi. Bây giờ khi u bằng u ở âm vô cùng thì cái lỗi, chúng ta tưởng tượng cái lỗi như là biến x, thì f x khi x ở âm vô cùng là dương vô cùng. Khi u bằng -2 thì f của u sẽ bằng -2. Vậy x sắp xuống. Khi u bằng 0 thì f của 0 bằng 1. U bằng -2 thì tiếp tục bằng -2. Khi bây giờ -4 thì bảng biến thiên nó không nói rõ giá trị của f -4 bao nhiêu. Nhưng bài toán cho một dữ kiện quan trọng là f -4 bằng 0. Thì chúng ta sẽ biết nó đi lên số 0. F -2 là bằng -2. F 0 bằng 1. F 2. Bây giờ F 2 thì trên bảng biến thiên cho F 2 bằng -3. Thì xuống -3 thấp hơn một tí. F của ở dương vô cùng là dương vô cùng. Bây giờ mình xếp đầu tiên là trường hợp 1. Khi Fx bằng 3/2 là bằng 1.5. 1.5 thì nó cao hơn số 1. Nó đây. Thẳng y bằng 1.5. 1.5 thì phương trình fu bằng 1.5 có hai nghiệm. Viết tắt hai nghiệm. Trường thứ hai, fu bằng -1.5. Chúng ta có là -1.5 là đâu đó ở đây. -1.5. Là thằng cách này. Y bằng -1.5. Có đi qua bao nhiêu điểm? 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm. Thì phương trình fu bằng 1.5 có tổng cộng là 8 nghiệm. Lấy hai cái này cộng lại, vậy suy ra được có tổng cộng có 10 nghiệm phân biệt. Do sẽ chọn phương án C.